Thưa quý vị, xuyên suốt những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn xác định việc đẩy mạnh và lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm thể hiện tấm lòng tri ân với lớp thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Bằng nhiều chính sách và cách làm đồng bộ, thành phố không ngừng nỗ lực chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách với mục tiêu bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Một trong những chủ trương nhân văn được thành phố Đà Nẵng triển khai rốt ráo trong thời gian qua phải kể đến chương trình hỗ trợ sửa chữa xe mới nhà ở cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. Như bao trường hợp được tiếp cận chính sách này, gia đình bà Phạm Thị Ngôn, thương binh hạng 3/4 phường Thạc Gián, quận Thanh Khê không khỏi xúc động, hạnh phúc khi được bàn giao căn nhà được sửa chữa kiên cố. Trước đây, hộ bà Ngôn phải sống tạm bợ trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, tuổi cao sức yếu, kinh tế gia đình lại khó khăn. Chính vì vậy mà ước mơ về căn nhà khang trang trở nên thật xa vời. Mỗi lần mà mùa mưa, mùa gió, mùa bão là không có thể mà đứng mà nấu ăn, dột lên dột xuống mà sửa chữa chi cũng không có thể ấy được. Khi mà sửa chữa được cái nhà này, mình, gia đình rất mừng, không mừng lắm, không có thể mà theo mình nghĩ là không có thể mà có cái ngôi nhà như thế này để sống được. Gia đình bà Phạm Thị Ngôn là một trong số 733 hộ người có công trên địa bàn thành phố được hỗ trợ kinh phí xây mới sửa chữa nhà ở trong năm 2022. Chủ trương này được Đà Nẵng triển khai từ năm 2013 theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2019, mặc dù Trung ương không còn hỗ trợ kinh phí cho chương trình, nhưng thành phố vẫn tiếp tục triển khai bằng nguồn ngân sách địa phương. Sửa chữa nhà thì chủ yếu là ngân sách của thành phố bỏ ra theo cái nghị quyết 132 của Hội đồng dân. Vì theo quy định của Trung ương, theo quyết định 22 thì sửa chữa chỉ có 20 triệu và xây mới chỉ có 40 triệu thôi. Nhưng mà thành phố này đã có cái nghị quyết Hội đồng dân hỗ trợ thêm mỗi nhà xây mới là 20 triệu. Còn nhà sửa chữa thì cái nhà nào khó khăn mà hư hỏng nặng thì có hỗ trợ thêm 10 triệu nữa. Không chỉ về nhà ở, công tác chăm lo thể chất và đời sống tinh thần cho người có công với cách mạng cũng được các cấp các ngành đơn vị chức năng quan tâm chú đáo. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện thành phố có hơn 18,6 nghìn lượt người có công với cách mạng và thân nhân hưởng trợ cấp thường xuyên theo pháp lệnh ưu đãi người có công với tổng kinh phí chi trả hàng năm hơn 360 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã đề nghị công nhận 3.376 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 106 mẹ còn sống. Sở đã phối hợp với các địa phương, đơn vị phụng dưỡng, chăm sóc chú đáo các mẹ Việt Nam anh hùng với mức phụng dưỡng hàng tháng 1 triệu đồng trở lên. Những chính sách hỗ trợ này là hoạt động tri ân thiết thực đối với các gia đình chính sách, đặc biệt là với trường hợp khó khăn nêu đơn. Phường với quận với thành phố nói chung thì quan tâm rất là đúng đắn theo chính sách của ban hành của Đảng nhà nước, không thiếu sót cái gì. Và bản thân tôi nói là sống độc thân của mình và kể ra không thiếu một cái gì. Đa thì có thuốc men của bác sĩ tới nhờ khám nữa. Bên cạnh nguồn ngân sách địa phương, thành phố cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội để lan tỏa mạnh mẽ phong trào đền ơn đáp nghĩa. Việc ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa nhận được sự đồng thuận cao, thống nhất thành chủ trương chung của thành phố. Hàng năm cứ vào tháng 7, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước và cả doanh nghiệp ngoài công lập đều tình nguyện trích một ngày lương để ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp. Tổng nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa toàn thành phố vận động trong 25 năm qua là 192 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm thường xuyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức các chương trình tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Trong cái tháng 7 này thì chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của toàn Đảng toàn dân chăm sóc cho những gia đình thương bệnh binh, những gia đình chính sách, những gia đình có công, thể hiện một cái tấm lòng tri ân gửi đến cho các bác thương bệnh binh, hy vọng là sẽ xoa dịu được một phần nào nỗi đau chiến tranh. Hướng đến mục tiêu bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng chính sách. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào đền ơn đáp nghĩa sẽ tiếp tục được lan rộng, trở thành nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả cộng đồng, qua đó thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với lớp cha anh đi trước.